Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review thực phẩm dinh dưỡng Abbott Pediasure 850g hương vani, một đến 10 tuổi, giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này, nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thực phẩm dinh dưỡng y học Abbott Pediasur là thức uống dinh dưỡng đầy đủ và cân đối giúp trẻ tăng cường sức đề kháng được khuyên dùng bởi các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa. Sản phẩm không chỉ giúp bé hấp thu tốt tăng chiều cao mà còn giúp giảm số ngày ốm, ưu điểm vượt trội của sản phẩm. Giúp bé tăng chiều cao tốt hơn do sữa Pediasur dầu đạm, canxi và vitamin D, azinon và vitamin K2 tự nhiên có trong sản phẩm giúp phát triển chiều cao xương dài hơn và chắc khỏe hơn, giảm số ngày bé ốm nhờ probiotic vi sinh vật có lợi và prebiotic FOS chất xơ. Hệ tiêu hóa của bé được khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch, bé tăng cân nặng tốt hơn nhờ được bổ sung 37 dưỡng chất cần thiết. Đáp ứng năng lượng chuẩn một cơ cồ, ML. Ngoài ra, với hệ chất béo đặc biệt có MCT, sữa Pediasure cũng giúp bé dễ dàng hấp thu và giải phóng năng lượng nhanh tăng cân và khỏe mạnh, sản phẩm chứa MCT axit béo chuỗi trung bình và hỗn hợp ba loại dầu thực vật không chứa dầu cọ giúp bé tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất do năng lượng được chuyển hóa tối ưu. Tăng cường hấp thu canxi và giảm táo bón, Pediasur bổ sung các dưỡng chất DHA, choline và taurin vừa giúp phát triển não bộ lẫn thị giác. Với 28 vitamin và khoáng chất phong phú cho bé ăn ngon miệng, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.